Minh Khoa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức đến từ thành phố Philadelphia của chúng tôi trong ngày hôm nay. Ước mong quý vị luôn được nhiều sức khỏe và ngay sau đây xin mời quý vị cùng với Minh Khoa đến với những bản tin được cập nhật trong ngày. Mở đầu phần tin của chúng tôi cho biết rằng thị trưởng Kenny ký sắc lệnh cấm súng trong khu vực giải trí của thành phố Philadelphia. Trong ngày thứ ba 27 tháng 9, thị trưởng Jim Kenny dự tính là ký sắc lệnh hành pháp cấm mang súng và các loại vũ khí giết người trong khu vực giải trí tại Philadelphia, kể cả ở sân vận động, công viên và hồ bơi. Theo đó, sắc lệnh này được ban hành chỉ một ngày sau khi tổ chức tang lễ của cô Tiffany Fletcher, 41 tuổi, một nhân viên của cơ quan công viên giải trí đã thiệt mạng vì không may trúng đạn trong lúc đang làm việc tại trung tâm giải trí Mill Creek trong ngày 9 tháng 9 vừa qua. Và cũng trong ngày tham dự lễ an táng của cô Tiffany, thì ủy viên Catherine R. Lovell thuộc cơ quan công viên giải trí là một trong số các quan chức của thành phố đã đọc lời phân ưu và nói về sự phục vụ của cô đối với thành phố cũng như là cộng đồng. Ngoài ra, thị trưởng Kenny cũng là người tham dự lễ tang và đã cho biết rằng: "Tôi rất buồn khi phải đưa tiễn những người thiệt mạng vì bạo lực súng đạn." Chỉ tính riêng trong năm 2022, đã có tới 18 vụ nổ súng tại các công viên và cơ sở giải trí của thành phố. Và tháng 8 vừa qua, thì thành phố Philadelphia đã bắt đầu công bố phần thưởng trị giá lên tới 10.000 Mỹ Kim cho bất kỳ ai cung cấp thông tin để bắt giữ những kẻ đã nổ súng gây thương vong cho người khác trong phạm vi 500 foot tại các khu vực trường học, trung tâm giải trí hoặc thư viện. Tiếp đoạn bản tin của chúng tôi cho biết rằng có hai thiếu niên bị bắt vì hành hung và ăn cướp xe tại khu vực West Philadelphia. Theo Sở Cảnh sát của thành phố Philadelphia thông báo rằng một tài xế Uber 65 tuổi đã bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng mặt sau khi ông bị hành hung và ăn cướp vào lúc 2 giờ 30 phút sáng trên đại lộ số 50 và đại lộ Westminster. Ông đã khai với nhà chức trách rằng có 4 thanh niên kéo ông ra khỏi xe, đấm đá vào mặt và thân thể khiến ông bị gãy mũi và sưng mắt. Sau đó đã cướp đi chiếc xe Toyota RAV4 của ông và bỏ chạy. Mặc dù lúc đó ông đau đớn và choáng váng, ông cũng đã cố gắng báo cho cảnh sát biết bản số xe của mình. Các nhà thực thi pháp luật đã nhận ra chiếc xe này đi sai hướng trên đường số 46 và đường Lancaster. Và khi gặp cảnh sát, chúng đã nhảy ra khỏi xe và bỏ trốn. Trong lúc theo đuổi, hai thiếu niên khoảng 15 và 16 tuổi đã bị bắt. Một cảnh sát đã bị thương ở tay khi anh nhảy qua hàng rào bằng song sắt để cố gắng bắt chúng. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra hành động đã thương nạn nhân và trộm cắp xe của nạn nhân. Tiếp nối bản tin của chúng tôi cho biết rằng một thanh niên 23 tuổi bị bắn tử vong ở khu vực Đông Bắc Philadelphia. Sở Cảnh sát thành phố Philadelphia thông báo rằng một thanh niên 23 tuổi đã bị bắn tử vong ngay trên đường lái xe vào nhà ở khu vực đường Creston gần với đường Auckland vào lúc 2 giờ sáng ngày 26 tháng 9. Theo một người hàng xóm có tên là Michael Morriman cho biết rằng tiếng súng nổ đã khiến cho anh tỉnh giấc trong lúc đang say ngủ. Camera giám sát an ninh ở gần đó đã ghi lại cảnh nổ súng chết người nói trên. Cảnh sát nói rằng nạn nhân bị bắn vào đầu, trên tay còn đeo găng tay giải phẫu màu xanh. Đoạn video đã ghi lại hình ảnh cho thấy trước khi xảy ra vụ nổ súng thì có một chiếc xe màu tối đậu sát lề đường. Mọi người trên xe bước ra và chiếc xe cũng đã bỏ đi thật nhanh. Người dân lo sợ không biết vì sao nạn nhân lại đeo găng tay và không biết vì sao nhóm người nói trên lại xuất hiện tại khu phố vốn dĩ rất bình yên này. Đây là một khu phố đông dân có cả trẻ em và người lớn. Một người dân có tên là Elizabeth Gonzalez ở khu vực này từ năm 2005 cho biết rằng: "Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng nổ súng chết người như vậy xảy ra. Hiện nay vẫn chưa thấy cảnh sát thu hồi vũ khí tại hiện trường và cũng chưa có nghi can nào bị bắt giữ. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra và bất cứ ai có thông tin thì xin vui lòng thông báo cho Sở Cảnh sát của thành phố Philadelphia." Sang qua bản tin cho biết rằng cư dân Port Richmond khó chịu vì rác vương vãi trên đường phố. Một nhân viên vệ sinh tại Philadelphia đang bị khiển trách vì đã có một hành động cẩu thả và coi thường công chúng khi đã liệng rác thải xuống đường và bị video ghi lại. Theo đó, ông Joe Huggies, chủ của một bất động sản
tại khu thương nghiệp Park Ridge, Philadelphia cho biết rằng thứ năm tuần trước thì một đoạn video giám sát của ông đã bắt gặp một xe rác của sở vệ sinh chạy trong khu nhà số 2800 trên đường East Clearfield đã làm đổ rác xuống đường khiến cho một số đồ dùng tái chế đã vương vãi khắp nơi. Thế nhưng họ lại không tiến hành thu dọn sạch. Ông Jojo rất khó chịu bởi vì ông đã phải trả thêm tiền để họ thu gom và đổ rác trong khu vực. Việc rác thải trên đường phố có hại cho công việc kinh doanh của ông, nhất là khi ông đang cho thuê một phòng tập khiêu vũ ở đây. Những cô gái nhỏ phải bước qua rác bẩn trước khi phòng tập. Ông cho biết rằng những cô gái hoặc là những người khách của ông phải bước qua rác bẩn trước khi vào phòng tập. Trước đây cũng từng có những loại rác thải như vậy nhưng không nhiều như hiện nay. Cư dân ở chung quanh cũng đã phản ánh sự bất bình của họ. Một người có tên là Lisa Pena ở Port Richmond nói rằng hành động này thật là thái quá và khủng khiếp. Còn một người khác thì cũng cho biết rằng một cảnh tượng thật đáng chê trách. Thường thì vẫn thấy có rác vương vãi ở khu này nhưng tôi không hề nghĩ lại là do chính công nhân của sở vệ sinh gây ra. Về thành phố Philadelphia thì giới chức cũng đã phát hành một thông báo gửi đến đài truyền hình địa phương với nội dung ghi rằng cơ quan giao thông cũng như là sở vệ sinh đã xin lỗi người dân thuộc khu nhà 2800 trên đường East Clearfield vì hành động không phù hợp của nhân viên vệ sinh nói trên. Họ cũng đã tiến hành thu gom rác và cũng được yêu cầu phải thu dọn tất cả những rác thải vương vãi ở chung quanh. Tất cả nhân viên có liên quan đến hành động bất cẩn nói trên sẽ phải chịu những biện pháp kỷ luật thích hợp. Tiếp nối bản tin của chúng tôi cho biết rằng thẩm phán đã không bỏ tội danh ngộ sát trong vụ cảnh sát bắt chết em Fanta Billy. Trong buổi chiều của ngày 26 tháng 9, thẩm phán tại tòa án quận Delaware của tiểu bang Pennsylvania đã không bãi bỏ tội danh ngộ sát cho ba viên cảnh sát có liên quan tới vụ nổ súng bắn chết một bé gái có tên là Fanta Billy, 8 tuổi, trong ngày 27 tháng 8 của năm 2021. Vụ nổ súng này xảy ra trong sân vận động của trường trung học Academy Park sau khi bế mạc một trận thi đấu. Theo đó, cảnh sát đã nổ súng bắn vào đám đông để khống chế những tay súng. Thế nhưng những viên đạn lại vô tình bắn chết em bé Fanta chỉ mới 8 tuổi. Các luật sư đại diện cho ba cựu cảnh sát là Brian Giovanni, Sean Dolan và Devon Smith trước đó đã đệ đơn đề nghị thẩm phán bãi bỏ cáo buộc ngộ sát cho thân chủ của họ. Bởi vì họ lập luận rằng các nhà điều tra không thể xác định được khẩu súng của ai đã bắn ra viên đạn khiến cho em bé Fanta thiệt mạng. Thế nhưng đề nghị này đã bị từ chối và ba cựu cảnh sát phải đối diện với 12 tội danh, trong đó có tội danh ngộ sát và ngộ sát không tự nguyện. Công tố viên Jack Stonestamer cho biết rằng quyết định của thẩm phán chứng minh thêm rằng việc truy tố hợp lý khi đưa ra cáo buộc tội ngộ sát. Mỗi người trong số ba cựu cảnh sát đều bắn vào cùng một mục tiêu, thế nên họ đều phải bị cáo buộc tội danh ngộ sát. Trong tháng 8 vừa qua, thì các thành viên của Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu đã đặt ra câu hỏi vì sao bản tường trình điều tra lại bị sửa chữa quá nhiều. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức địa phương của chúng tôi trong ngày hôm nay. Minh Khoa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin được hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.